Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Duy Tuân, công ty cổ phần Busoft. Trong cái video ngày hôm nay, tôi sẽ demo cho các bạn cái phương pháp làm báo cáo tổng hợp mà dữ liệu ta lấy từ hai sheet. Ở đây mục đích của tôi sẽ làm một cái báo cáo tổng hợp mà hàng xuất. Thế thì dữ liệu gốc, cái dữ liệu gốc mà tôi cần lấy đó là bên kho. Bên kho thì tôi có thông tin về mã hàng, về số lượng và loại phiếu N là nhập, X là xuất. Bây giờ tôi cần tổng hợp từng mã hàng một, tổng số lượng xuất là bao nhiêu. Thì đơn giản tôi làm như sau. Tôi đặt con trỏ tại một ô. Trước khi chúng ta làm việc này thì chúng ta phải đặt tên bảng tính nhé. Ví dụ như là bảng dữ liệu nguồn ta ở đây là từ dòng số 3 gồm một dòng tiêu đề. Chúng ta bôi đen tất cả và ta đặt là kho. Ok. Để tôi làm như sau. Vào A Tools, chọn SQL Builder. Trong cái màn hình này chúng ta làm một động tác chỉ là kéo thả thôi, chứ chúng ta không cần phải nhập bằng tay gì cả. Chúng ta chỉ ra là cái bảng kho là bảng nguồn, ta bấm vào kho và kéo sang trái. Khi kéo sang trái rồi thì chúng ta hãy lựa chọn cho tôi như sau. Chúng ta lựa chọn thông tin về mã hàng, sau đó chọn về số lượng. Ok. Chúng ta tiếp tục là chúng ta chọn loại phiếu để làm điều kiện. Loại phiếu, ở loại phiếu này mục đích của chúng ta là chỉ để làm điều kiện thôi, phần output ta bỏ đi. Loại phiếu ta ghi là X, bởi vì chúng ta cần lọc ra là loại phiếu là xuất, đúng không ạ? Ở cái cột aggregate là chúng ta chọn hàm làm sum. Ok, bây giờ chúng ta chạy thử. Đang lỗi. Vì đây là tính tổng cho nên chúng ta phải tích vào phần grouping bởi mã hàng. Về phương pháp như sau, cứ cột nào mà không phải là cột tính toán mà nó hiển thị thì chúng ta tích vào phần là grouping. Ví dụ như ở đây, chúng ta có hai cột là cột số lượng là cột tính toán, còn cột mã hàng là không phải tính toán, thì chúng ta cần grouping ở cột mã hàng. Ok, ta chạy thử. Ok, như vậy là mình đã tính tổng được rồi. Tiếp tục chọn SQL Builder, chọn BS SQL, chọn thực hiện. Như vậy là mình đã làm xong một cái báo cáo tổng hợp. Như các bạn thấy, cái báo cáo tổng hợp này là chúng ta chỉ có mã hàng và tổng số lượng xuất. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái mã hàng nếu mà báo cáo như thế này thì rất là khó xem, đúng không ạ? Chúng ta xem đây, ở trong kho thì chúng ta có mã hàng, nhưng ở bên danh mục hàng thì chúng ta có mã hàng, tên hàng, đơn vị tính và loại. Việc đơn giản bây giờ chúng ta cần ghép hai bảng này lại. Nếu như bình thường mà chúng ta dùng hàm VLOOKUP, ta làm sao bằng VL tab, đúng không? Tìm cái mã hàng phẩy và chúng ta tra trong cái bảng danh mục hàng. Nếu tìm được chúng ta lấy cột số 2, tìm phép tuyệt đối không đóng ngoặc, enter. Nếu mà làm như thế này thì chúng ta làm cũng được nhưng mà nó không đồng bộ, bởi vì sao? Cái báo cáo tạo bởi một cái mảng SQL như trên ấy thì nó còn co giãn, khi mà dữ liệu thay đổi nó sẽ co giãn. Khi nó co giãn như vậy thì cái công thức ở đây chúng ta làm rời rạc nó sẽ không co giãn theo. Bây giờ tôi sẽ làm một báo cáo mà dữ liệu được kết nối vào nhau. Tôi sẽ kết nối trực tiếp vào nhau. Tôi sẽ sửa lại SQL Builder. Trước khi làm một báo cáo mà hai bảng ghép vào nhau thì chúng ta hãy quan tâm tới cái bảng danh mục và hàng hóa. Bảng danh mục hàng hóa này chúng ta cũng cần phải đặt tên từ dòng tiêu đề cho tới dòng cuối cùng. Ta đặt tên là danh mục hàng hóa. Ok. Bây giờ chúng ta quay về báo cáo, chúng ta sửa lại công thức như sau. SQL Builder. Chúng ta hãy tìm tới một cái bảng có tên là danh mục hàng hóa, ta kéo sang, đây là danh mục hàng hóa, ta bấm chuột và kéo sang. Như vậy là ở trên màn hình thiết kế là chúng ta có hai bảng. Bây giờ chúng ta hãy chỉ ra mối quan hệ giữa hai bảng này. Giữa hai bảng này chúng ta mối quan hệ là mã hàng, đúng không ạ? Ta kéo cột mã hàng ở bên bảng kho sang cái cột mã hàng bên danh mục hàng hóa. Ok, như vậy ta đã kéo xong. Khi hai bảng này được nối tiếp vào nhau thì chúng ta có thể lấy thông tin lẫn nhau được. Bây giờ mình sẽ lấy như sau. Mã hàng lấy rồi, bây giờ chúng ta cần lấy tên, đúng không ạ? Lấy tên hàng, thậm chí lấy cả đơn vị tính luôn. Ok, ta chạy thử. Như vậy là ta đã có mã hàng, số lượng, tên, đơn vị tính. Mình có thể thay đổi lại vị trí cho đẹp, đó là chúng ta thay đổi sau tên để sau mã hàng. Ok, đơn vị tính để sau tên hàng và số lượng để cuối, ta chạy thử. Như vậy đã được sắp xếp xong, ta bấm vào tiếp tục thực hiện. Như vậy là tôi đã làm được một báo cáo tổng hợp mà thông tin lấy từ hai sheet. Thông tin lấy từ hai sheet. Đây là mã hàng là B, tên của nó là B, B đúng không ạ? Tôi có thể chỉnh lại, ví dụ ở trong bên danh mục hàng không phải là B mà là B123 chẳng hạn. Bây giờ tôi sang báo cáo, tôi đặt trong báo cáo, tôi ấn vào nút cập nhật. Ta thấy là cập nhật ngay B123. Đây chính là một cái báo cáo tổng hợp mà thông tin mà chúng ta có thể là ghép từ hai sheet khác nhau. Trong eTool chúng ta còn có một cái phương pháp rất đặc biệt, đó là chúng ta có thể đặt số thứ tự. Tôi muốn báo cáo này đặt số thứ tự thì tôi làm đơn giản như sau. Sau cái phần select,
Tôi chỉ cần đưa một hàm là hàm regnum. Regnum mở ngoặc đóng ngoặc phẩy can shift enter. Như vậy là tôi đã có cột mà số thứ tự từ 1 cho tới 10. Ok. Như vậy về phương pháp làm báo cáo tổng hợp thông tin lấy từ hai sheet tôi đã làm xong một cách đơn giản đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ mở rộng bài toán này. Các bạn thấy rằng là đây là tổng hợp hàng xuất. Tôi muốn biết hàng hóa này xuất là xuất cho những ai? Như chúng ta xem trong cái bảng gốc này là các mặt hàng chúng ta xuất đều có đối tượng để nhận hàng, đó là khách hàng. Ta xuất hàng hóa cho khách hàng nào? Thì bây giờ tôi muốn làm một báo cáo như kiểu giống pivot theo chiều ngang. Nó sẽ hiển thị tổng số lượng hàng xuất cho từng khách hàng một. Tôi làm đơn giản như sau. Sau cái cột số lượng này, sau cột số lượng này, tôi chỉ cần là phẩy đưa một hàm là hàm VTC mở ngoặc. Tôi muốn diễn tả VTC. Tôi muốn diễn tả là số lượng được tổng hợp theo từng khách hàng một, thì khi đó tôi sẽ đưa đối số đầu tiên của hàm VTC đó là MAKH. Đối số thứ hai tôi dùng hàm sum để tính tổng. Đối số thứ ba tôi đưa cột số lượng vào để tính tổng. Đóng ngoặc lại. Chỉ cần là đưa hàm VTC như trên thôi là chúng ta sẽ biết được tổng số lượng xuất cho từng khách hàng một. Ấn Ctrl Shift Enter. Xin lỗi bởi vì là tôi bôi đen nhiều nhiều ô quá, thì tôi bôi đen một ô thôi. Vậy VTC mở ngoặc cột hiển thị thông tin ma kh phẩy hàm tính tổng là sum, cột tính toán là số lượng đóng ngoặc lại. Kết thúc chúng ta nhấn Ctrl Shift Enter. Như vậy chỉ trong một thao tác đơn giản là tôi đã tính được ra là một báo cáo làm được một báo cáo tổng hợp mà tính được ra tổng số lượng hàng xuất và xuất cho những ai. Chúng ta xem như ở đây ta thấy rằng là có một dòng số 4 này mã hàng là KH0 HH01, tổng số lượng hàng xuất là 10, trong đó là xuất cho KH01 là 5, xuất cho KH03 là 3, xuất cho KH04 là 1. Như vậy nếu thế tổng vào chúng ta thấy rằng vẫn là thiếu một đúng không ạ? Nó là 9 thôi. Tại sao lại 10? Bởi vì ở đây là chúng ta đang liệt kê là tính tổng cho khách hàng. Bởi vì thực tế khi chúng ta làm phiếu xuất có những tình huống là xuất cho những đối tượng khác không phải là khách hàng. Vì vậy chúng ta sẽ làm một điều kiện nữa như sau. Trong cái điều kiện OE mình thêm một điều kiện nữa là em ma kh khác rỗng. Ctrl Shift Enter. Như vậy là mình đã làm xong một báo cáo tổng hợp. Đây là chính là tổng hợp hàng xuất. Tổng xuất là 9, trong đó xuất cho KH01 là 5, KH03 là 3, KH01 là 1, tổng là 9, tương tự như vậy. Báo cáo tổng hợp làm bằng phương pháp Add-in A-Tools kết hợp với cả ngôn ngữ SQL của tôi làm đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.